Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các bạn đến với buổi học ngày hôm nay. Những bạn nào đã vào học rồi thì các bạn sẽ điểm danh ở dưới phần bình luận giúp chị nhé. Chúng ta sẽ điểm danh bằng cách là gửi lời chào đến chị hoặc là bình luận họ và tên để chị biết được là có những bạn nào đã vào học rồi nhá. Xin chào tất cả các bạn. Rồi, có những bạn nào đã vào theo dõi buổi học ngày hôm nay rồi nào? Bình luận cho chị biết với nhá. Sau buổi khai giảng ngày hôm qua thì hôm nay chúng ta sẽ chính thức bước vào những buổi học về kiến thức. Hôm qua thì chúng ta đã nắm bắt được về lộ trình học cũng như là cách thức học ở trong khóa mùa hạ này rồi. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng áp dụng tất cả những cái thông tin đó để có được một khóa học hiệu quả nhá. Xin chào các em, xin chào các bạn. Rồi, chị đã thấy ở đây rất là nhanh chóng đã có hơn 20 bạn vào học rồi này. Thế nhưng con số này vẫn đang rất là ít so với cả sĩ số của lớp mình đấy. Nên chị mong rằng là các em nếu như có bạn bè của mình ở trong khóa học thì hãy nhớ là gọi bạn bè của mình vào học nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ đợi thêm một ít phút nữa để các bạn trong lớp mình vào học đông đủ hơn nhé. Đồng ý không nào? Đã đông hơn rồi nhưng mà chị thấy vẫn còn ít lắm. Vẫn còn rất ít so với sĩ số của lớp mình luôn. Bạn nào đã vào rồi thì trong lúc đợi các bạn khác thì chúng ta có thể là chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và vở ghi giúp chị nhé. Hôm nay thì chúng mình sẽ tìm hiểu về văn bản Chuyện người con gái Nam Xương. Trong khuôn khổ một buổi học khoảng 1 tiếng rưỡi thì chúng ta sẽ học cách phân tích một phần kiến thức trọng tâm của văn bản này. Thế thì đã có bạn nào chúng ta đọc văn bản này chưa? Bạn nào đã đọc văn bản này rồi thì bình luận cho chị biết nào. Đã có bao nhiêu chiến binh là đã đọc văn bản Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ rồi nhỉ? Giơ tay cho chị biết nào. Rồi, có bạn Bảo Ngọc này. Có bạn Ánh này. Rồi, đồng ý. Xin chào Nguyễn Nhài nha. Xin chào Gia Hân. Xin chào Kem. Có bạn Thu Huyền cũng đã đọc rồi. Có bạn Phạm Thư cũng đã đọc rồi này. Có Bơ Thúy nữa. Đồng ý. Em cũng đọc rồi. Ok. Nếu như mà chúng mình đã đọc rồi thì các bạn thấy văn bản này như thế nào? Ý của chị ở đây là muốn hỏi cảm nhận của các em về Chuyện người con gái Nam Xương hay một cái nội dung nào đó mà các em đặc biệt ấn tượng về văn bản này. Đọc văn bản này thì em ấn tượng với nhân vật nào chẳng hạn? Hoặc là em ấn tượng với đoạn văn nào hay không? Bất cứ một điều gì đấy mà văn bản này gợi lên trong em thì em có thể chia sẻ với chị trước khi mà chúng ta đi vào phân tích nhé. Rồi, xin chào Nguyễn Ngọc. Xin chào Quỳnh Anh nha. Nào, cho chị và các bạn khác cùng biết là khi mà các em đã đọc văn bản này rồi ấy, thì các em ấn tượng với nhân vật nào hay là có bất cứ một nội dung nào mà văn bản này gợi lên trong em khiến cho em nhớ mãi không? Khiến cho em bây giờ em có thể là nêu ngay về nội dung đấy mà không cần phải đọc lại không? Em có ấn tượng gì về Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ nhỉ? Hiện tại là đã có khoảng 100 bạn vào học rồi này. Và chị đang rất muốn lắng nghe cảm nhận của các em, những ấn tượng ban đầu của các bạn. Đó có thể chưa phải là những cái kiến thức phân tích quá chuyên sâu, nhưng đấy là những điều rất là đáng quý đấy. Bởi đó là cảm quan văn học của các em, đó là cảm nhận của riêng các em mà. Rồi, các bạn đã lấy được vở chưa? Em thấy khá tội cho Vũ Nương. Rất là thương Vũ Nương đúng không? Em ấn tượng với nhân vật Vũ Nương này. Em khá ấn tượng với những yếu tố kỳ ảo trong truyện. Rất là đặc biệt. Em thấy hay, em ấn tượng về nhân vật Vũ Nương qua đoạn nàng tiễn chồng đi lính. Rồi, chị ghi nhận nhá.
Em ấn tượng với nhân vật Vũ Nương này, em ấn tượng với nhân vật Vũ Nương. Rồi Thảo Trần ơi, cũng chưa muộn quá đâu, thế nên là em có thể bắt đầu buổi học cùng với các bạn nhé. Em ấn tượng bởi cái chết của nhân vật Vũ Nương, em ấn tượng với sự thủy chung lòng tự trọng của Vũ Nương, em ấn tượng với đoạn Vũ Nương hiện về gặp Trương Sinh. Ồ các bạn ơi, mới chỉ có một câu hỏi nho nhỏ như thế, khảo sát cảm nhận của các em thì các bạn cũng đã thấy đấy, văn học kỳ diệu không ạ? Khi mà một văn bản nhưng mà đối với mỗi bạn đọc, đối với mỗi chúng ta thì lại để lại những ấn tượng khác nhau. Có bạn thì cảm thấy rất thương cho Vũ Nương, có bạn thì cảm thấy rất ấn tượng với những chi tiết kỳ ảo, có bạn thì lại cảm thấy là Vũ Nương quả thực là một tấm gương sáng về tấm lòng thủy chung này, về sự đảm đang tháo vát này, đúng không? Rồi có bạn thì cực kỳ ám ảnh với cảnh mà Vũ Nương quay trở về gặp Trương Sinh này. Đấy, rồi cái cảnh mà Vũ Nương tiễn chồng đi lính nữa. Tất nhiên sẽ xuất phát từ những lý do khác nhau, nhưng tất cả những ấn tượng đó của các em ý đều rất đáng trân trọng. Và các bạn đừng 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 để cho nó trôi đi mất nhé. Hãy tiếp tục phát huy những cái cảm nhận của mình. Chỉ là khi chúng ta học thì bây giờ chúng ta sẽ bồi đắp thêm để cho những cảm nhận ấy sâu sắc hơn nữa, toàn diện hơn nữa thôi. Nhớ nhá. Rồi, em thấy số phận bất hạnh của người phụ nữ thời xưa ấn tượng với vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp tính cách của Vũ Nương. Rất là nhiều khía cạnh mà bạn Bảo Ngọc đã nêu đúng không? Rồi, thế thì bây giờ nhá, chúng mình sẽ xuất phát từ những ấn tượng của các bạn, từ những cảm nhận của các bạn để mà chúng ta sẽ tập trung vào một phần kiến thức vô cùng trọng tâm của văn bản này. Đó chính là nhân vật Vũ Nương các bạn nhé. Cùng học với chị ở trong khóa mùa hạ này thì buổi đầu tiên học về chuyện người con gái Nam Xương, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân vật Vũ Nương các bạn nhá, về nhân vật Vũ Nương. Về nhân vật này thì sẽ có những nội dung chính như sau. Thứ nhất, chính là những cái ấn tượng mà rất nhiều bạn đã nêu ra, đó chính là vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Nhá, Vũ Nương là một người phụ nữ mang vẻ đẹp toàn diện, vẻ đẹp hoàn hảo cả về nhan sắc, ngoại hình cho đến phẩm chất tâm hồn bên trong. Đó, vẻ đẹp về nhan sắc, ngoại hình này. Và vẻ đẹp cả về phẩm chất tâm hồn bên trong. Đó. Tuy nhiên, là một người phụ nữ đẹp người đẹp nết như vậy, nhưng Vũ Nương trớ trêu thay lại là một người phụ nữ gặp số phận bất hạnh. Đó, thì đây chính là cái sơ đồ tóm tắt những nội dung quan trọng nhất về nhân vật Vũ Nương các em ạ. Và trong khuôn khổ của buổi ngày hôm nay, mình sẽ tập trung vào phần vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương các em nhé. Hiểu ấy chị không? Ở đây thì trước khi đi vào học chi tiết, chị muốn là các bạn hình dung và xác định được mục tiêu buổi học của chúng ta là gì. Và mục tiêu của buổi ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Ở đây hình như chị đang gặp người quen này. Có phải Yến Vi không? Hình như chị thấy bạn Yến Vi vừa mới vào theo dõi buổi ngày hôm nay. Yến Vi là bạn nhỏ 2K7 đấy, đúng không? Nếu như Yến Vi có đang theo dõi phần phát trực tiếp này thì rất là cảm ơn em vì đã ghé qua nha. Một bạn nhỏ 2K7 rất là ưu tú, có điểm thi vào 10 rất cao đấy. Đúng rồi, Nguyễn Dữ có vấn đề gì ư? Có bạn nào bình luận sai ư? Nào, bây giờ chúng mình cùng tập trung vào đây nhé. Phân tích về nhân vật Vũ Nương và cụ thể là về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương, chúng mình sẽ cùng với nhau xây dựng cấu trúc của một bài văn kem nhé. Ở đây thì có bạn, nếu như ở Hà Nội chúng ta sẽ thi dạng đoạn văn, nếu như ở các tỉnh thành khác chúng ta sẽ thi dạng bài văn nghị luận văn học. Nhưng không sao, với một buổi học mang tính xây dựng kiến thức như thế này thì chúng mình sẽ cùng xây dựng một bài văn hoàn chỉnh. Các bạn đồng ý chưa nào? Rồi, thế nên bây giờ, việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ đến với phần mở bài. Yêu cầu của chúng mình là phân tích về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Nên là đầu tiên chúng ta sẽ có phần mở bài nhé. Về phần mở bài nào.
Về phần mở bài thì không biết là từ những năm trước đây khi mà các em học về văn nghị luận văn học ấy, các em vẫn hay thường viết mở bài như thế nào? Các bạn thích viết mở bài trực tiếp hay là gián tiếp nhỉ? Mở bài trực tiếp là chúng ta đi vào tác giả tác phẩm luôn. Còn mở bài gián tiếp là chúng ta sẽ đi từ những cái nội dung khác có liên quan, ví dụ như là đi từ đề tài này, ví dụ như là đi từ những đoạn thơ hay là đi từ những nhận định phù hợp này. Thì các bạn đang theo đuổi cách viết nào? Riêng với phần mở bài nhé, các bạn đang theo đuổi cách viết nào ạ? Các em có cách viết nào mà mình đang theo đuổi không? Hay là thế nào cũng được, miễn sao là viết được một cái mở bài xong là xong. Các bạn đang theo đuổi cách viết nào nhỉ? Trực tiếp hay gián tiếp? À, em muốn viết mở bài gián tiếp này. Bảo Ngọc cũng muốn viết mở bài gián tiếp. Các bạn khác thì sao nhỉ? Cũng gián tiếp luôn. Rồi, đồng ý. Với câu hỏi này thì chị có thể đoán trước được cái mong muốn của các em. Đó chính là muốn theo đuổi cách viết mở bài gián tiếp. Ở trường cô em chỉ dạy trực tiếp nên em muốn thử cách gián tiếp. Thứ nhất nhá, thứ nhất này, với số lượng các bạn ở đây và với cái sự định hình trước của chị thì chị cũng đoán được là các bạn rất muốn viết mở bài gián tiếp. Nhưng trước khi muốn viết một cái mở bài ấy, dù là theo cách nào thì các em phải hiểu được yêu cầu đặt ra đối với phần mở bài nhá. Đồng ý chưa? Ở đây mở bài sẽ có một cái số điểm nhất định và nhiệm vụ của mở bài là chúng ta phải nêu được vấn đề nghị luận và cái dẫn chứng ta sẽ sử dụng trong toàn bộ bài văn đó. Bởi vì ở đây là chúng ta đang viết văn nghị luận mà. Nên là nhiệm vụ của mở bài nhá, yêu cầu này, là chúng ta phải nêu được vấn đề. Và thứ hai là phải nêu được phạm vi dẫn chứng. Đấy, nha. Đây là bản chất của mở bài này. Thế nhưng mà có rất là nhiều bạn thì chúng ta lại chỉ chạy theo những cách viết mở bài rất là bóng bẩy hoa mỹ. Đúng là đọc lên nghe rất hay, nhưng rất có thể những mở bài đó lại không giúp cho chúng ta được điểm, khiến cho chúng ta mất điểm chứ chưa nói đến chuyện là được cộng điểm luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những mở bài đó chưa nêu được vấn đề nghị luận và phạm vi dẫn chứng. Trong khi hai cái điều này thì ta có tự nghĩ ra được không? Không các bạn nhé. Hai điều này là chúng ta phải dựa vào đề bài. Đấy. Thế nên cùng là về nhân vật Vũ Nương, chúng ta có rất nhiều đề bài khác nhau. Và khi đó thì ta cũng sẽ có rất nhiều những mở bài khác nhau. Ta không thể nào học một mở bài để rồi dùng cho tất cả các đề về nhân vật Vũ Nương được các bạn nhé. Đề bài hỏi về vẻ đẹp của Vũ Nương, ta lại viết y hệt như là đề bài hỏi về số phận bất hạnh của Vũ Nương thì thôi, thế là sai rồi. Đúng chưa? Đấy, nhá. Thì ví dụ như ở đây, đề bài là phân tích vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Thì trong mở bài, em phải nêu được vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong văn bản Chuyện người con gái Nam Xương. Vấn đề chính là vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Phạm vi dẫn chứng chính là toàn bộ văn bản Chuyện người con gái Nam Xương. Các bạn hình dung ra chưa? Nhá, đấy là yêu cầu của phần mở bài. Vậy thì với phần mở bài như thế, với yêu cầu như thế thì chúng ta sẽ có các cái cách viết như thế nào? Đồng ý chưa? Từ cái việc hiểu được bản chất như thế này thì các em cũng sẽ thấy là cách viết trực tiếp cũng không có gì là sai trái cả. Và nhiều khi cách viết trực tiếp còn giúp cho chúng ta tạo được ấn tượng đấy. Chúng mình cứ hay suy nghĩ rằng là đi từ tác giả tác phẩm thì đâu có gì đặc sắc. Nhưng không, vẫn là những kiến thức đó nếu như mà chúng ta biết cách khai thác và trọng tâm vào những cái điểm sáng liên quan đến tác giả tác phẩm thì khi đó mở bài của chúng ta vừa đơn giản nhưng lại vừa hấp dẫn đấy. Thế nên trước tiên nhá, là cách viết trực tiếp. Và để đi theo cách này thì chúng ta cần phải nắm được kiến thức thông tin về tác giả Nguyễn Dữ.
đúng chưa nào? Và thứ hai là về văn bản chuyện người con gái Nam Xương, chị viết tắt nhá. Đấy, đồng ý chưa? Ví dụ như là về tác giả Nguyễn Dữ chẳng hạn, thì em biết được thông tin gì về tác giả này rồi? Ừ. Về tác giả Nguyễn Dữ, đọc sách giáo khoa thì có thể chúng ta nắm bắt được. Ông chính là người ở xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay là xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Rồi là, tương truyền rằng ông chính là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm và là bạn học của Phùng Khắc Khoan, tức là ông sống vào khoảng thế kỷ 16. Tác giả này thì chúng ta chưa rõ năm sinh năm mất, chỉ biết là ông sống vào khoảng thế kỷ 16 thôi. Rồi, bên cạnh những thông tin về tiểu sử như vậy, thì ta còn được biết Nguyễn Dữ chính là một trong những tác giả văn xuôi kỳ tài của nền văn học Trung Đại Việt Nam đấy. Bởi vì sao? Bởi vì ông có bút lực rất là già dặn. Ông có cái sự tài hoa và đặc biệt là mang một tầm tư tưởng lớn. Nguyễn Dữ được mệnh danh là người mở đầu cho... người mở đầu cho cái cảm hứng nhân đạo trong văn học Trung Đại Việt Nam đấy. Vậy thì giữa rất nhiều những thông tin mà chị vừa mới nêu, nếu như chúng ta bê nguyên si vào mở bài hết, thì thứ nhất mở bài rất dài, và thứ hai là sẽ dễ khiến cho mở bài của chúng ta bị làm sao ạ? Bị nhàm chán, bởi vì là tác giả nào thì mình cũng giới thiệu những cái thông tin về tiểu sử cuộc đời như vậy ư? Đấy, thế nên rằng thay vào việc là bê nguyên si những cái kiến thức tác giả tác phẩm mà chúng mình học thuộc lòng được ý, thì em có thể chọn ra một vài từ khóa hoặc một cái thông tin thực sự đặc sắc về tác giả Nguyễn Dữ. Ví dụ như vừa rồi thì chúng ta thấy ấn tượng với thông tin là Nguyễn Dữ là một cây bút văn xuôi kỳ tài của nền văn học Trung Đại Việt Nam, đúng không? Hay là gì? Hay là ông chính là một người mở đường cho chủ nghĩa nhân đạo, hoặc là cho cái loại chuyện thế sự trong lịch sử văn học. Đấy, những cái thông tin mà khiến cho chúng ta đặc biệt ấn tượng về Nguyễn Dữ thì ta sẽ đưa ra ngay trong phần mở bài. Ví dụ nhé, là một cây bút văn xuôi kỳ tài của nền văn học Việt Nam, của nền văn học Trung Đại Việt Nam, nhà văn Nguyễn Dữ đã đem đến những tác phẩm đậm màu sắc nhân đạo và trở thành người mở đường cho chủ nghĩa nhân đạo của nền văn học Việt Nam. Đó, đồng ý chưa? Nhá, hay là gì? Nếu như mà để tránh lặp từ, chúng ta có thể viết là một cây bút văn xuôi kỳ tài, phẩy, Nguyễn Dữ chính là người mở đường cho chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Trung Đại Việt Nam. Chấm. Đồng ý không? Ông đem đến văn đàn những tác phẩm vừa mang tính thế sự, là sự sáng tạo kỳ tài liên quan đến các tác phẩm truyện dân gian, để rồi đem đến những bài học đậm màu sắc nhân đạo này, hoặc là gì, hoặc là giàu tính nhân văn. Đấy, hai câu về tác giả Nguyễn Dữ thôi. Nhớ, đồng ý không nào? Sau đấy thì chúng ta sẽ nêu ra chuyện người con gái Nam Xương. Tác phẩm truyền kỳ Mạn Lục chính là một thiên cổ kỳ bút được chắp bút bởi nhà văn Nguyễn Dữ. Ở đó, ta biết đến văn bản chuyện người con gái Nam Xương, kể về cuộc đời của nhân vật Vũ Nương với rất nhiều những nổi chìm bất hạnh. Nhưng đặc biệt, điều mà bạn đọc ấn tượng vẫn chính là vẻ đẹp của người phụ nữ này. Đó, thế là xong phần mở bài. Vẫn lại đi từ tác giả tác phẩm nha. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe đến những cái thông tin đặc sắc liên quan đến tác giả tác phẩm, bao giờ các em cũng sẽ cảm thấy tò mò hơn, đúng không ạ? Bởi vì không phải ai cũng được mệnh danh là một cây bút văn xuôi kỳ tài, đúng không? Không phải tác phẩm nào cũng được mệnh danh là thiên cổ kỳ bút, rồi không phải ai cũng được mệnh danh là người mở đường cho chủ nghĩa nhân đạo được. Chỉ có tác giả này thôi. Đấy, bởi vậy mà nó tác động trực tiếp đến ấn tượng của bạn đọc khi đọc những dòng văn của chúng ta. Nên, thứ nhất, viết mở bài trực tiếp không hề khó và cũng không phải là không hay. Thế nên là bạn nào mà chúng ta đang mới lấy lại gốc về phần văn nghị luận, thì chị khuyên là các em nên thành thạo viết được những mở bài trực tiếp trước đã. Sau đó chúng ta có thể là tìm hiểu và trau dồi thêm cái thông tin kiến thức của mình để đi theo cách gián tiếp. Đồng ý không?
nhá. Đấy, nên là không có cách nào là chúng ta ưu tiên hơn, hay là ý ý của chị là không có cách nào là không hay, hay là không có cách nào là bị trừ điểm đâu. Quan trọng là em có viết đúng hai cái yêu cầu này không, và thứ hai là cách dẫn dắt của em có tạo sự đặc sắc hay không thôi. Đấy, thế còn về cách gián tiếp nhá, thì chúng ta cũng có rất là nhiều những hướng đi. Ví dụ em có thể đi từ đề tài, đúng không ạ? Thì đề tài về đề tài của văn bản Chuyện người con gái Nam Xương chính là đề tài về người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đúng không? Rồi em cũng có thể đi từ giá trị nhân đạo. Một trong những nét đặc sắc của tác phẩm này, của văn bản Chuyện người con gái Nam Xương nói riêng, của truyền kỳ Mạn Lục nói chung và của ngòi bút Nguyễn Dữ nữa. Nên là em có thể đi từ một trong hai cái hướng đi như thế này, hoặc là em có thể đi từ nhận định này, hoặc là đoạn thơ phù hợp. Đấy, mình có thể là sưu tầm được những nhận định về tác giả Nguyễn Dữ, về văn bản Chuyện người con gái Nam Xương, hoặc là em có thể đi từ những đoạn thơ trong tác phẩm Truyện Kiều chẳng hạn, cũng là một tác phẩm cùng đề tài với cả Chuyện người con gái Nam Xương. Biết đâu mình sẽ có được những cái đoạn thơ phù hợp để cùng nói về người phụ nữ, hoặc là mình cũng có thể đi từ đoạn thơ của những cái tác giả khác nhận xét về Chuyện người con gái Nam Xương. Ok chưa? Đấy nhá, thì có rất là nhiều những cách để chúng ta viết mở bài. Ok ông nào, về phần mở bài này thì các em có hay gặp khó khăn gì không? Từ những gợi ý vừa rồi của chị thì các bạn có gặp những khó khăn gì không? Ví dụ như là đối với phần mở bài gián tiếp chẳng hạn, em có thể đi từ đoạn thơ nhé. Với cách đi từ đoạn thơ thì trong sách giáo khoa có trích ra một tác phẩm của tác giả Lê Thánh Tông, của vua Lê Thánh Tông khi mà đến đến cái đền thờ đấy, đồng ý không ạ? Nhá, thì có cất bút, à có chắp bút để viết nên những cái câu thơ đầy thương cảm với cả Vũ Nương. Nghi ngút đầu gành tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, cùng nước chi cho lụy đến nàng. Chúng ta trích ra bốn câu thơ đấy, sau đó thì các em có thể dẫn dắt. Trích thơ xong thì chúng ta không thể nào ngay lập tức nêu ra vẻ đẹp của Vũ Nương được, bởi vì là những câu thơ của Lê Thánh Tông thì chưa nêu trực tiếp về vẻ đẹp của Vũ Nương. Bởi vậy, từ đoạn thơ đó cho đến vấn đề nghị luận, mình cần có những câu dẫn dắt. Ví dụ, từ một câu chuyện cổ tích của Việt Nam nói về nỗi oan khuất của người thiếu phụ, Nguyễn Dữ đã viết nên Chuyện người con gái Nam Xương, để lại biết bao cảm xúc trong lòng độc giả. Dưới ngòi bút nhân đạo của tác giả, hiện thực xã hội đương thời đầy bất công oan trái kia hiện lên đã đẩy bao con người, nhất là người phụ nữ, vào những con đường không lối thoát. Chuyện chính là một tiếng nói phê phán xã hội phong kiến bất công, nghiệt ngã, nhưng đồng thời cũng là tiếng nói ngợi ca những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Ok chưa? Và nhân vật chính trong chuyện chính là nhân vật Vũ Nương, một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết, thủy chung hiếu thảo, giàu lòng tự trọng. Đó, ví dụ như vậy nhá. Ví dụ như thế là chúng ta trích ra đoạn thơ hoặc là trích ra nhận định, nhưng quan trọng là em phải hiểu được cái đoạn thơ hoặc nhận định đấy, chứ tuyệt đối không được là chưa hiểu nhưng mà cứ bê vào và nghĩ rằng như thế là rất tuyệt vời. Như thế là một suy nghĩ sai lầm đấy nhá. Em phải hiểu và em biết được rằng là nhận định đó nhận xét về nội dung gì, chúng ta có thể sử dụng ở trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào nhá. Đây, nếu như mà bạn nào muốn tham khảo thêm các cái nhận định về Chuyện người con gái Nam Xương thì cũng có cả những nhận định dài, cũng có cả những nhận định ngắn. Ví dụ như là một cái nhận định rất là đơn giản, cái bóng đã quyết định số phận con người. Nhận xét của giáo sư Phan Trọng Luận. Thì ta có thể biết là trong một áng thiên cổ kỳ bút, đúng không ạ? Hoặc là trong một câu chuyện trích trong áng văn thiên cổ kỳ bút của tác giả Nguyễn Dữ, có một câu chuyện mà ở đó cái bóng đã quyết định số phận con người. Đó chính là văn bản Chuyện người con gái Nam Xương, trích trong tập Truyền kỳ Mạn Lục.
Cái bóng ở đây chính là nút thắt, nút mở của câu chuyện. Và từ đó, bạn đọc vô cùng ấn tượng với nhân vật Vũ Nương. Một người phụ nữ đẹp người, đẹp nét, rất đáng trân trọng. Xong, đồng ý không? Nhá, hay là gì? Hay là nhận xét về tác giả Nguyễn Dữ, thì tác giả Nguyễn Đình Chú đã từng cho rằng cuối cùng Nguyễn Dữ đã để lại cho văn học dân tộc một thiên tình sử bi thảm làm nhức nhối trái tim bạn đọc bao đời nay, đã để lại cho lịch sử văn học Việt Nam một áng thiên cổ kỳ bút, cho riêng thể loại truyện ngắn Việt Nam một truyện ngắn vừa đặc sắc, vừa đột khởi, vừa là đỉnh cao vời vợi trong muôn đời. Quả thực, chuyện người con gái Nam Xương trích trong thiên cổ kỳ bút truyền kỳ mạn đục là một văn bản như thế. Đúng không? Xong rồi chúng ta nêu ra nhân vật chính trong chuyện là nhân vật Vũ Nương. Đấy, mặc dù có số phận bất hạnh, nhưng những phẩm chất tốt đẹp của nàng, những vẻ đẹp của nàng vẫn luôn là điều in hằn trong trái tim bạn đọc bao đời nay. Đấy, thế nên là mình có rất là nhiều những cách viết mở bài các bạn nhé. Chị lấy ví dụ như thế, các em đã hình dung ra chưa nào? Chị lấy ví dụ như vậy, các bạn đã hình dung ra chưa? Cái quan trọng mà chị muốn các bạn nhớ lại ấy, và các bạn nằm lòng nhá, sau khóa học này, đấy là không được bạn nào hiểu nhầm, hiểu sai về mở bài. Nhớ chưa? Không phải là cứ mở bài gián tiếp thì được điểm cao hơn mở bài trực tiếp. Không phải là chúng ta không bao giờ được viết mở bài trực tiếp. Cái quan trọng các bạn cần phải nắm được yêu cầu của mở bài. Để đề bài nào ta cũng sẽ viết đúng. Dù có hay đến đâu mà lạc đề thì mở bài đó coi như bỏ. Nên là trước tiên phải viết đúng, viết trúng ở vấn đề đã nha. Rồi, đồng ý, ok. Tìm nhận định ở đâu ạ? Đúng rồi, có rất là nhiều nguồn để em có thể tìm kiếm nhận định đấy. Nhưng mà nhớ là những cái nguồn đáng tin cậy và chúng ta nên sử dụng và nên học những cái nhận định ngắn gọn, dễ nhớ thôi. Bởi vì nhớ được kiến thức về văn bản đã là một vấn đề rồi. Và bây giờ ta lại còn phải nhớ thêm nhận định nữa thì các em đừng tự làm khó mình nhá. Thật sự đấy, lời khuyên của chị đấy. Đồng ý chưa nào? Về phần mở bài cụ thể, viết mẫu thì chúng ta có tài liệu sau buổi học mà. Đấy, các bạn còn nhớ không? Hôm qua khai giảng thì chị có nêu đấy. Đấy là chúng ta có tài liệu sau buổi học. Và tài liệu sau buổi ngày hôm nay chính là một cái bài viết hoàn chỉnh, bao gồm cả dàn ý, dẫn chứng và phần viết mẫu liên quan đến đề bài phân tích vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Thế nên rằng là các em tập trung học trong buổi này để nắm bắt được cách làm. Rồi chúng ta điểm danh để nhận tài liệu thì các bạn sẽ có đầy đủ các cái phần kiến thức như chị đã nêu nhé. Rồi, đấy là về phần mở bài này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai là phần thân bài. Ok chưa nào? Thì phần thân bài nó được cấu tạo bởi rất nhiều những luận điểm khác nhau nhá. Thân bài thì được cấu tạo bởi rất nhiều những luận điểm khác nhau. Bởi vậy mà làm như thế nào để chúng ta có thể khai thác tốt được các cái luận điểm đấy? Tài liệu ở phần mini game sao chưa thấy ạ? Em đang hỏi phần mini game nào đấy Nhài ơi? Nếu như là phần mini game của chú Văn Học thì em có thể là nhắn tin cho chú Văn Học nhé. Còn nếu như mà là phần mini game trong buổi khai giảng hôm qua thì chị đã công bố rồi. Và hai bạn được thưởng thì chúng ta chủ động nhắn tin về fanpage Học Văn Chị Hiên nhỏ cơ sở lớp 6789 giúp chị. Đấy thì chị cũng đã hướng dẫn rõ rồi đấy nhá. Rồi, đến với phần thân bài này thì chúng ta được biết yêu cầu. Yêu cầu của phần thân bài là bao gồm nhiều luận điểm. Nhớ nha, đây là văn nghị luận. Thế nên phần thân bài sẽ được cấu tạo bởi nhiều luận điểm. Và dạng đề của chúng ta, những cái luận điểm này nó sẽ phụ thuộc vào dạng đề các em ạ. Mỗi dạng đề thì sẽ có hệ thống luận điểm riêng. Dạng đề phân tích cảm nhận thì sẽ khác với cả dạng đề so sánh. Những luận điểm của dạng đề phân tích cảm nhận thì khác với những luận điểm của dạng đề so sánh, khác với những luận điểm của dạng đề chứng minh nhận định, cũng khác với cả những luận điểm của dạng đề liên hệ. Bởi vậy, để viết được thân bài,
Để xác định được hệ thống luận điểm thì em cần phải nắm bắt được về dạng đề, đúng không ạ? Thì dạng đề ở đây, đề bài của chúng ta là phân tích vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong truyện Người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ. Thế thì đây chính là dạng đề phân tích cảm nhận các bạn nhé. Dạng đề phân tích cảm nhận CNCGNX là viết tắt của truyện Người con gái Nam Xương em nhé. Đây, chị viết tắt truyện Người con gái Nam Xương. Rồi, thế thì dạng đề phân tích cảm nhận ý, chúng ta sẽ có hệ thống luận điểm như sau. Nào, dạng đề phân tích hoặc là cảm nhận, em có thể hiểu, hình dung hai cái dạng đề này tương tự như nhau nhá. Thì trong phần thân bài của chúng ta sẽ có luận điểm 1 là luận điểm mang tính khái quát về tác giả này, tác phẩm này. Luận điểm 2 là luận điểm chúng ta sẽ phân tích hoặc là cảm nhận cái vấn đề mà đề bài hỏi. Và luận điểm thứ 3 chính là luận điểm đánh giá. Các bạn có thấy dàn ý này lạ không? Các em có thấy dàn ý này lạ lùng không? Nếu như bạn nào cảm thấy lạ ấy, cảm thấy không giống với cả những gì trước nay chúng ta viết thì cũng là điều bình thường thôi. Bởi chị hiểu là có nhiều bạn thì chúng mình được hướng dẫn bước sang phần thân bài là chúng ta sẽ phân tích cảm nhận luôn. Còn những cái thông tin khái quát về tác giả tác phẩm thì ta đưa lên mở bài. Còn những thông tin đánh giá thì ta viết ở kết bài. Đấy, có những bạn sẽ được hướng dẫn như vậy, phải không nào? Đúng không, đúng không? Rồi, thế thì vậy thì chúng ta nên làm theo cách nào? À, ở đây nhá, em làm theo cách nào cũng được. Trước nay nếu như thầy cô vẫn hướng dẫn chúng mình là thông tin về tác giả tác phẩm không cần tách ra thành một luận điểm riêng mà em viết hết trong mở bài thì em hãy cứ làm như thế, không sao cả. Và nếu như thầy cô hướng dẫn là những cái thông tin đánh giá về nội dung nghệ thuật ý, thì em nên viết ở kết bài. Thì bây giờ em cứ thực hiện như vậy thôi, không làm sao hết nhá, đồng ý không? Đó, còn những bạn nào mà thầy cô cho phép chúng ta tự xây dựng cái hệ thống luận điểm phù hợp và theo cách của mình ấy, thì chị khuyên là các bạn nên có đầy đủ ba luận điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, trong một đề bài chúng ta sẽ chỉ phân tích cảm nhận về một phần của văn bản thôi. Bởi thế, nếu như thân bài chúng ta đi vào phân tích luôn thì bạn đọc sẽ khó có được một cái sự hình dung tổng thể về toàn bộ tác giả tác phẩm. Và nếu như mà kết bài, nếu như mà cuối thân bài chúng ta không có sự đánh giá mà chúng ta viết hết những cái đánh giá đấy xuống kết bài thì có thể sẽ khiến cho phần đánh giá đó không được sâu sắc. Bây giờ nếu như ta tách thành một đoạn riêng, viết nó khoảng độ 10 dòng, thay vì việc là chỉ viết bằng hai câu ở trong phần kết bài thì các bạn cũng biết được là cách viết nào sẽ chi tiết và cụ thể hơn mà, đúng không? Đấy, thế nên là đây là một cái dàn ý gợi ý của chị, cũng là theo cái cấu trúc đề thi dạng phân tích cảm nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đề thi của các anh chị lớp 12 đấy, đề thi chung cho cả nước, thì trong đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng khuyến khích là có những cái luận điểm như thế này cho dạng đề phân tích cảm nhận. Nhưng chị không có ép buộc các bạn và cũng không hề muốn có một cái sự mâu thuẫn khiến cho các em học đã vất vả rồi bây giờ lại càng khó khăn hơn, là phải kiểu như là lựa chọn và phải đấu tranh cho cái cách làm của mình ý. Bởi cách làm nào thì cũng có những cái lợi ích riêng, cũng có những cái tác dụng riêng. Nên chốt lại này, hệ thống luận điểm của chúng ta trước nay được thầy cô hướng dẫn như thế nào, các em cứ như vậy phát huy. Và em có thể tham khảo thêm cái cách hệ thống luận điểm như là chị nêu ở đây nhá, có thể tham khảo thêm. Đấy, và tất nhiên rồi, trong ba luận điểm này thì luận điểm quan trọng nhất là luận điểm 2, phân tích cảm nhận. Ở đây cụ thể chính là phân tích cảm nhận về nhân vật, về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương, đúng không nhá, vẻ đẹp của Vũ Nương. Và vừa rồi chị thấy có bạn hỏi là trong khi mà viết thân bài thì nên viết thành một đoạn hay là nhiều đoạn, mỗi luận điểm này thì nên viết thành mấy đoạn. Thì luận điểm 1
Nếu như bạn nào muốn viết luận điểm 1 thì chúng ta sẽ viết bằng một đoạn văn ngắn. Còn luận điểm 2 thì chúng ta sẽ chia ra thành nhiều đoạn văn nhỏ khác nhau. Mỗi đoạn văn thì lại tương ứng với một luận cứ, một ý lớn liên quan đến vấn đề nghị luận. Ví dụ ở đây, phân tích về vẻ đẹp của Vũ Nương, ta sẽ không viết thành cả một đoạn dài ơi là dài kéo dài đến khoảng 4-5 trang giấy. Không biết đâu là điểm dừng luôn. Thay vào đó, chúng ta sẽ chia ra thành các đoạn văn nhỏ. Mỗi đoạn văn thì phân tích một cái vẻ đẹp khác nhau của Vũ Nương. Ok chưa? Đấy, nhá. Còn luận điểm đánh giá này, bạn nào viết thì chúng mình sẽ viết trong vòng một đoạn văn ngắn. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào luận điểm 2 này nhá. Phân tích cảm nhận, và cụ thể chính là phân tích vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Nào, đi vào cụ thể nào. Cụ thể với đề bài ngày hôm nay chúng ta luyện thì chúng ta sẽ tập trung vào vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Về phần này ấy, thì các bạn ơi, chị khuyên là chúng ta nên hệ thống lại dưới dạng sơ đồ với những từ khóa chính trước. Sau đó thì các em có thể đi vào từng ý nhỏ sau. Nghĩa là ở đây chị có một cái gọi là một cái tổng thể lớn nhá, là vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương này. Thế thì vừa rồi chúng ta đã thống kê và thấy được là có hai cái vẻ đẹp chính. Chính là vẻ đẹp về ngoại hình, hay còn gọi là vẻ đẹp về nhan sắc đấy. Hay còn gọi là vẻ đẹp về bề ngoài, đúng không? Và thứ hai là vẻ đẹp về phẩm chất. Thế thì trong vẻ đẹp về phẩm chất ta sẽ lại thấy các cái vẻ đẹp nhỏ hơn. Thế bây giờ chị nhờ các bạn là chúng ta hãy liệt kê ra những phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương mà các em cảm nhận được, các em cảm thấy được. Bất cứ một từ ngữ nào mà gọi tên được phẩm chất của Vũ Nương mà em cảm thấy phù hợp thì em hãy nêu ra cho chị biết nhé. Nào, xin mời các bạn. Chị chắc chắn là với các bạn đã đọc ý, đã đọc văn bản này thì ít nhiều em cũng phải nêu được ít nhất là hai cái phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương. Vũ Nương mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp nào? Hãy dùng những từ ngữ để liệt kê ra giúp chị nhé. Không phải là nêu ra dẫn chứng, mà bây giờ là em hãy nêu ra bằng các từ ngữ để gọi tên phẩm chất của Vũ Nương nha. Nào, Vũ Nương có những phẩm chất gì đây nhỉ? Theo cảm nhận của em thôi. TG với TP là chị viết tắt của tác giả và tác phẩm nhé Ngọc Anh nhé. Người mẹ hiền. Người mẹ hiền thì nếu như mà để gọi theo phẩm chất thì chúng ta có thể gọi là một người mẹ yêu thương con, đúng không? Rồi người mẹ hiền cũng được. Trung thủy, hiếu thảo, thương con. Đồng ý. Một người phụ nữ nết na, trung thủy, yêu thương con, dịu dàng, hiếu thảo, thùy mị, đoan trang, thùy mị, trung thủy và hiếu thảo, thủy chung. Rồi, đó, rất nhiều những phẩm chất được các bạn nêu ra ở đây. Và chúng ta cũng thấy là nhiều bạn có sự gặp gỡ trong câu trả lời, đúng không? Có thể nói đến những cái phẩm chất mà bạn nào cũng ấn tượng về Vũ Nương như là thủy chung này, hiếu thảo này, thương con này, nết na này, đúng không? Đức hạnh này. Rồi, vậy thì bây giờ câu trả lời của các bạn không sai. Thế nhưng nó lại đặt ra một vấn đề là làm như thế nào để ta phân tích được toàn diện nhất đây? Bởi vì có quá nhiều những phẩm chất đi, đúng không? Và cái tình huống như vậy các em sẽ gặp rất nhiều trong quá trình phân tích các tác phẩm lớp 9 đấy. Khi mà nếu như mà để tóm gọn lại và nói chung chung ấy, thì ai chúng ta cũng nói được, nhân vật nào chúng ta cũng có thể khái quát được, đúng không? Đấy, thế nhưng vấn đề bây giờ là đi vào phân tích thì làm như thế nào để ta có được một cái hệ thống luận điểm sao cho logic này, toàn diện và thể hiện được đầy đủ các cái dẫn chứng về nhân vật đó.
Đó, ở đây có lẽ chúng ta không cần phải bàn bạc đến là câu trả lời của kem đúng hay sai, bởi vì đều đúng mà. Các bạn đều nêu ra được những phẩm chất tốt đẹp đúng là của Vũ Nương luôn. Đấy. Nhưng từ đó thì chúng ta thấy có một vấn đề đặt ra là bây giờ làm như thế nào để ta phân tích được kỹ tất cả những phẩm chất đấy và hệ thống nó lại theo một cái thứ tự phù hợp, không bị rối. Bởi vì trong văn bản này các bạn cũng biết đấy, có những dẫn chứng vừa thể hiện cho phẩm chất A cũng vừa thể hiện cho phẩm chất B. Ok không nào? Đó, thế nên là bây giờ nhá, chị gợi ý như thế này, kem có thể tham khảo dàn ý như sau. Tham khảo nha, các bạn cũng có thể là chỉnh sửa lại theo cái sự tìm hiểu của mình. Còn ở đây thì chị định hướng là chúng ta có thể phân tích theo một trình tự như sau để có thể nêu ra được các phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Vũ Nương. Trước tiên, Vũ Nương là một người đoan trang thùy mị. Hay là chúng ta có thể dùng thêm những từ ở đây là đảm đang tháo vát này. Nhá, ok chưa? Rồi tiếp tục, trong mối quan hệ với mọi người trong gia đình thì Vũ Nương có những phẩm chất chính là đối với mẹ chồng thì là một người con dâu hiếu thảo. Đối với chồng thì là một người phụ nữ, một người vợ thủy chung. Đối với con thì là một người mẹ yêu thương con. Đó, đồng ý chưa ạ? Nhá, đấy. Và cuối cùng là những phẩm chất của Vũ Nương trong mối quan hệ với chính mình. Vũ Nương là một người ý thức rất rõ về phẩm hạnh của cá nhân mình nhá. Đó cũng là một điều rất đáng chú ý về nhân vật này. Người phụ nữ trong xã hội phong kiến bị kìm kẹp bởi rất nhiều những định kiến khác nhau, nào là tam tòng tứ đức, nào là ở nhà thì phải theo cha, lấy chồng thì phải theo chồng, mà chồng chết thì phải theo con. Rất là nhiều những yếu tố ràng buộc trong tư tưởng của người phụ nữ. Thế nhưng Vũ Nương lại sáng lên và khiến cho chúng ta ấn tượng bởi chính cái cách mà nàng ý thức về phẩm hạnh của mình. Thế nên là phẩm chất cuối cùng của Vũ Nương chúng ta sẽ xét trong mối quan hệ là Vũ Nương đối với chính phẩm hạnh của nàng ấy, thì Vũ Nương là một người rất là giàu lòng tự trọng nhá, rất giàu lòng tự trọng. Là một người trọng tình trọng nghĩa. Đấy, ok chưa? Thì chị thấy là đa số các bạn đều nêu được những nét phẩm chất đầu tiên này. Còn nét phẩm chất phía sau thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải khai thác kỹ hơn. Nha, có bạn thì đã chạm đến được rồi đấy. Thì chị sẽ giải thích kỹ hơn trong quá trình mà chúng mình phân tích. Vậy thì bây giờ ta đã có được một cái sơ đồ như thế này rồi. Các bạn đã hình dung được và chúng ta cũng biết luôn được cái thứ tự mà ta sẽ đi. Trong luận điểm phân tích này, chúng ta sẽ có đoạn văn đầu tiên, chị gọi là đoạn văn 1 nhá, là phân tích về vẻ đẹp ngoại hình của Vũ Nương này. Ta có đoạn văn thứ hai là phân tích về sự đoan trang thùy mị đảm đang tháo vát của Vũ Nương, đoạn văn 2. Đúng không? Ta có đoạn văn thứ ba là phân tích về sự hiếu thảo, thủy chung và tình yêu thương con của Vũ Nương. Rồi ta có đoạn văn thứ tư là phân tích về tinh thần giàu lòng tự trọng, về cái tấm lòng trọng tình trọng nghĩa của Vũ Nương. Đồng ý không? Đó, thì đây chính là sức mạnh của dàn ý đấy các bạn ạ. Chúng ta có thể vẫn quen viết là đặt bút xuống là viết luôn, vì nhiều lý do khác nhau. Khách quan có, chủ quan có, sở thích có, rồi là ép buộc cũng có. Thế nhưng mà khi nhìn vào đây ấy, các bạn đã biết được rằng là chúng ta sẽ đi theo trình tự nào, viết cái gì trước, viết cái gì sau, viết trong khoảng bao nhiêu đoạn văn, thì có phải là chúng ta như là một người đang cầm cái bản đồ trong tay và cứ như vậy ta đã biết được cái con đường đi đến điểm đích rồi. Thay vì việc là chúng mình sẽ mơ hồ khi mà ở giữa một vùng đất, không biết phương hướng ra sao,
cứ càng viết thì lại càng viết thì lại càng rối, cứ viết được ý này thì đầu đầu óc lại phải để tâm lên ý tiếp theo, cứ đang viết ý A thì đầu óc bắt đầu phải nghĩ sang ý B rồi. Đấy, rồi chưa kể đến lúc đi thi phải tính giờ nhá. Thì nếu như em không có dàn ý, em đang viết luận điểm 1, đoạn văn 1. Bây giờ thầy cô bảo là còn 30 phút nữa. Và trong 30 phút đấy em cũng chỉ biết là mình phải viết xong bài văn này, còn không biết là 30 phút đấy mình phải viết những ý gì. Còn bạn nào mà có dàn ý thì chúng ta sẽ biết được là à trong 30 phút đó mình phải làm rõ 3 đoạn văn. Thế là chia ra mỗi đoạn văn là mình sẽ viết trong khoảng 10 phút, thế nên là phải đẩy nhanh tốc độ lên thì mình mới viết kịp được. Đúng không? Đấy, nên là nên có dàn ý các bạn nhé. Và dàn ý này sẽ được xây dựng trong cái quá trình mà các bạn học kiến thức nền. Em học kiến thức nền càng chắc thì đi thi em lập dàn ý càng nhanh, càng đầy đủ, càng toàn diện. Còn nếu như mà em học kiến thức nền một cách vụng về và chỉ chăm chăm vào việc học thuộc lòng văn mẫu thôi ý, thì đi thi mình sẽ không có cái nguyên liệu nào cả. Đó, mình sẽ rất là lúng túng với những đề bài mặc dù là đã rất quen thuộc. Thế nên là chị rất mong là các bạn luôn xây dựng cho mình một cái cách học đúng về kiến thức nền của các tác phẩm, học đúng, hiểu đúng về bản chất này và thấy được vai trò của dàn ý của kiến thức nền khi mà chúng ta đi thi. Chúng ta học phân tích các tác phẩm không phải là để em học thuộc lòng khoảng 10, 15, 16, 20 trang về mỗi văn bản, mà là để em hiểu được bản chất để rồi đi thi mình có thể tự lập được những cái dàn ý như thế này. Rất là ngắn gọn và chỉ toàn các từ khóa thôi. Còn khi viết cụ thể thì em nhớ được dẫn chứng rồi, em biết cách phân tích dẫn chứng rồi thì em sẽ viết theo cách của em mà. Đúng không? Đó nhé. Nên bây giờ chúng mình sẽ đi vào đoạn văn đầu tiên. Đó chính là vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật Vũ Nương. Tại sao chị lại có thể khẳng định Vũ Nương là một người phụ nữ có vẻ đẹp ngoại hình, có vẻ đẹp nhan sắc? Tại sao nhỉ? Chắc chắn là phải có dẫn chứng rồi. Ở đây nhá, chúng ta sẽ học về từng cái phẩm chất này bằng cách là có thể chia đôi vở của mình ra. Một cột bên trái chúng ta ghi dẫn chứng và một cột bên phải là ta ghi ý nghĩa, nội dung của cái dẫn chứng đó. Dẫn chứng ở đây là những câu chữ mà tác giả đã viết, chứ không phải chúng ta tự nghĩ ra nhá. Thế thì nhà văn Nguyễn Dữ đã viết như thế nào để mà khiến cho bạn đọc cũng thấy được Vũ Nương là một người con gái có vẻ đẹp về nhan sắc đây? Thì ngay từ những câu văn đầu tiên, đúng không ạ? Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Các bạn để ý cho chị từ tư dung nghĩa là gì? Từ tư dung nghĩa là gì nhỉ? Sách giáo khoa có chú thích cho chúng ta không? Và các bạn giải thích giúp chị cái từ tư dung mà tác giả Nguyễn Dữ sử dụng. Thì tư dung ở đây nghĩa là gì? Tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Thì tư dung nghĩa là gì nhỉ? Tư dung nghĩa là gì đây? Nào các bạn ơi, từ tư dung mà tác giả Nguyễn Dữ sử dụng nghĩa là gì nhỉ? À, dáng vẻ và nhan sắc, dáng vẻ và nhan sắc, chính xác rồi. Đúng rồi, đồng ý, dáng vẻ và nhan sắc nhá, bám sát theo chú thích sách giáo khoa. Thế thì ngay từ câu văn đó, tư dung tốt đẹp có nghĩa là dáng vẻ và nhan sắc tốt đẹp. Ô, thế thì có nghĩa đây là một người phụ nữ xinh đẹp mà. À, đúng không ạ? Nên chúng ta có dẫn chứng đầu tiên nhá, ngay từ cái lời giới thiệu của tác giả. Thì Nguyễn Dữ giới thiệu là gì? À, Vũ Thị Thiết này, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Đấy, Vũ Nương được giới thiệu là một người phụ nữ có tư dung tốt đẹp. Nghĩa là sao? Nghĩa là Vũ Nương có dáng vẻ và nhan sắc xinh đẹp. Đúng chưa nào? Đúng không?
Đấy. Thế nên là đâu có khó để chúng mình hiểu được đâu. Chỉ là đôi khi chúng ta lại nghĩ rằng là chắc là phải điều gì nó tuyệt vời lắm, nó cao siêu lắm khi phân tích. Không phải đâu các bạn ạ. Cứ xuất phát từ chính những từ ngữ mà tác giả sử dụng nhé. Thế là ta đã có dẫn chứng đầu tiên để thấy được Vũ Nương là một người phụ nữ xinh đẹp rồi. Đấy, rõ ràng tác giả viết về dung mạo, về dáng vẻ của Vũ Nương mà. Vậy là trước tiên, nhân vật Vũ Nương được khắc họa là một người phụ nữ xinh đẹp, có ngoại hình đáng mến. Ấn tượng của bạn đọc ngay từ những dòng văn đầu tiên của truyện chính là những đường nét miêu tả ngắn gọn nhưng lại rất cụ thể về Vũ Nương. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thủy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Điều đó có nghĩa là dung mạo của Vũ Nương hẳn là phải xinh đẹp và dịu dàng lắm. Đấy, tư dung tốt đẹp mà. Và bên cạnh đó, nếu như đây là dẫn chứng trực tiếp, nghĩa là đọc lên và ta hiểu được ngay, thì ta còn có một cái dẫn chứng gián tiếp cho thấy Vũ Nương là một người phụ nữ xinh đẹp, các bạn nhé. Chính là cái dẫn chứng mà trong làng có chàng Trương Sinh mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Nào, dẫn chứng thứ hai, đấy là Trương Sinh. Trương Sinh chị viết tắt nhá. Mến vì dung hạnh. Rồi, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Các bạn đã tìm thấy dẫn chứng này chưa? Các bạn đã tìm thấy câu văn dẫn chứng này chưa? Nhá, thế thì tại sao chị lại bảo đây là một dẫn chứng gián tiếp cho thấy Vũ Nương là một người phụ nữ xinh đẹp? Có bạn nào đọc đến đây cảm thấy là chàng Trương Sinh đúng là cái loại nhiều tiền nhiều của, cứ nghĩ là ta đây có tiền nên có thể là mua được hạnh phúc, có thể mua được hôn nhân. Nên cái chuyện mà Trương Sinh dùng 100 lạng vàng để cưới Vũ Nương về chỉ cho thấy đây là một cuộc hôn nhân bất bình đẳng, một cuộc hôn nhân như là một cuộc mua bán vậy. Nhưng chị thì lại không nghĩ thế các em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ nhá, cái chuyện mà người con trai mà muốn cưới vợ phải có sính lễ đàng hoàng, đó đã là truyền thống văn hóa của nước ta rồi chứ, đúng không? Mà đây là trong bối cảnh ngày xưa, bối cảnh trung đại. Thế thì chuyện mà muốn cưới vợ thì phải có sính lễ. Thì 100 lạng vàng ở đây là sính lễ mà Trương Sinh chuẩn bị để có thể cưới Vũ Nương về làm vợ. Mà 100 lạng vàng là một sính lễ không nhỏ. Mà sính lễ tươm tất đủ đầy ấy, nó cũng cho thấy là người con gái này được trân trọng. Đúng không ạ? Người con gái này được trân trọng. Kiểu như là phải là một người con gái như thế nào, một người phụ nữ như thế nào, có nhan sắc hoặc là có phẩm hạnh ra làm sao, được người ta quý mến. Đấy, cụ thể ở đây là được Trương Sinh quý mến, mến vì dung hạnh cơ mà. Đúng không? Đấy, mến vì dung hạnh là mến cả về dung nhan, nhan sắc và cả về phẩm chất đức hạnh. Nên là mới xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới Vũ Nương về làm vợ. Cái khoản sính lễ này đối với bản thân chị và theo cảm nhận của chị, các em cũng có thể tham khảo, thì nó càng khiến cho càng khẳng định rõ được về nhan sắc của Vũ Nương, về vẻ đẹp của Vũ Nương. Đây là một dẫn chứng mà tác giả đã khéo léo gợi mở vẻ đẹp của Vũ Nương qua thái độ của Trương Sinh nhá, khéo léo gợi mở vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương qua thái độ của Trương Sinh. Đúng không ạ? Nhá, nhan sắc của Vũ Nương là một trong những yếu tố quan trọng khiến cho Trương Sinh yêu mến mà. Đây, mến vì dung hạnh, dung nhan, đúng không ạ? Nhá, phẩm chất đức hạnh. Đấy, nhan sắc của Vũ Nương. Cũng là một yếu tố, một trong những yếu tố khiến Trương Sinh yêu mến
và muốn cưới về làm vợ. Đó, nha. Nên em có thể phân tích thêm về dẫn chứng này nữa. Bởi chị thấy khi mà phân tích về vẻ đẹp ngoại hình của Vũ Nương thì chủ yếu là chúng mình phân tích dẫn chứng đầu tiên thôi. Nhưng mà có một dẫn chứng này, nếu như mà các em bám vào truyền thống văn hóa thì các em cũng sẽ thấy đây là một dẫn chứng không phải là mang nét nghĩa hoàn toàn tiêu cực đâu. Có thể là một phần sau khi mà chúng ta phân tích về sự bất hạnh của Vũ Nương thì những cái nguyên nhân khiến cho Vũ Nương bất hạnh và đổ vỡ trong hôn nhân, một trong những nguyên nhân có thể là do Vũ Nương luôn trong một cái tâm thế là một người phụ nữ mà được nương tựa nhà giàu, thiếp vốn con kẻ khó được nương tựa nhà giàu. Đấy, khiến cho chúng ta nghĩ đến cái cuộc hôn nhân bị mua bán như thế này. Nhưng đấy là suy luận một chiều, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta thấy ở cái thời điểm mà tác giả Nguyễn Dữ viết về dẫn chứng này ấy, là sau khi giới thiệu về Vũ Nương, đấy, rồi nêu về cái cuộc hôn nhân của Vũ Nương và Trương Sinh, thì ở đó dung hạnh của Vũ Nương vẫn đang được nhấn mạnh là dung nhan, đúng không ạ? Là phẩm hạnh. Đó, nên là các em có thể khai thác cái dẫn chứng này nhá. Đến đây thì các bạn hình dung ra chưa nào? Các bạn hình dung ra chưa? Chúng mình sẽ viết một đoạn văn mà phân tích hai cái dẫn chứng này. Đó. Các em hình dung cách phân tích không? Chị lấy ví dụ nhé. Phân tích thì chúng ta phải trích ra được dẫn chứng và phải nêu được ý nghĩa của dẫn chứng đấy. Ví dụ như là, ngay từ những dòng văn đầu tiên, nhà văn Nguyễn Dữ đã đem đến chân dung của nàng Vũ Nương, vừa có tính tình thùy mị nết na lại vừa thêm tư dung tốt đẹp. Tư dung chính là dáng vẻ và nhan sắc. Bởi vậy, Vũ Nương là một người phụ nữ xinh đẹp, đúng không ạ? Đấy, là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm. Không những thế, nhà văn còn khéo léo gợi mở vẻ đẹp của Vũ Nương qua thái độ của Trương Sinh. Trong làng có chàng Trương Sinh mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Có thể thấy nhan sắc của Vũ Nương là một trong những yếu tố khiến cho chàng Trương Sinh đem lòng yêu mến. Đó, như vậy là chúng ta đã khẳng định được về vẻ đẹp ngoại hình của Vũ Nương rồi đấy. Ta có thể có một câu đánh giá ở cuối đoạn văn này. Ví dụ như là, như vậy chỉ qua một vài đường nét khắc họa vừa khái quát vừa cụ thể, nhà văn Nguyễn Dữ đã giúp cho bạn đọc có những hình dung về ngoại hình của Vũ Nương. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp và khéo léo, đúng không? Rồi, ok chưa? Chị ơi, em thấy mình thay đổi góc nhìn giúp mình có nhiều dữ liệu phân tích cho văn hay hơn, nên chị nói nhiều thêm về việc đó trong lúc giảng bài được không ạ? À, ở đây chị hiểu ý của Phương Trúc, nhưng mà em cũng cần hiểu được rằng là có những vấn đề mang tính đa chiều thì chúng ta mới có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ. Còn có những vấn đề mà trực tiếp chỉ đề cập đến một nội dung thì chúng ta cũng không nên phức tạp hóa cái vấn đề đấy lên. Hiểu ý chị không? Nhá, đặc biệt là trong các tác phẩm văn học trung đại, những cái tác phẩm mà ra đời có một cái chiều kích lịch sử, đã có một cái khoảng cách lịch sử nhất định đối với chúng ta ở thời điểm hiện nay rồi, nên chúng ta dễ bị áp đặt những cái tư duy của con người hiện đại vào cuộc sống của những con người thời kỳ trước, thời kỳ trung đại, đúng không? Đấy, nên là có những cái vấn đề mà dễ bị áp đặt như thế, chị sẽ nhấn mạnh để các em không bị áp đặt. Còn có những dẫn chứng thì chúng ta rất là dễ hiểu rồi, thì chúng ta cứ như vậy phân tích thôi nha. Đồng ý. Rồi các bạn ơi, tập trung vào đây học giúp chị nào. Tập trung học giúp chị nhá. Mọi vấn đề khác thì chúng ta sẽ xử lý sau buổi học nha. Đồng ý không? Rồi. Còn nói về việc vấn đề nhiều góc nhìn ý, thì thứ nhất là các bạn biết, đúng không? Chúng ta biết đến nhiều góc nhìn, nhưng mà các em cũng phải chọn được một cái góc nhìn phù hợp với mình để mình có thể phân tích và đưa ra trong bài văn. Chứ chúng ta không nên biến bài văn của mình thành một bài văn liệt kê ra rất nhiều góc nhìn khác nhau và cuối cùng là không chốt lại được vấn đề. Đó, như vừa rồi thì chị chọn cái góc nhìn này để phân tích về dẫn chứng chàng Trương Sinh có cái sính lễ lớn để xin với mẹ và cưới Vũ Nương về làm vợ. Thì chị chọn góc nhìn này để làm gì? Để làm nổi bật được vẻ đẹp ngoại hình của Vũ Nương. Nhớ nha, nên là không được dàn trải ở trong bài của mình đâu nhá. Đó, rồi, đấy là về ý đầu tiên. Xong chưa ạ? Các bạn cứ so sánh vào trong cái dàn ý này này. Các em cứ vừa phân tích vừa đối sánh vào dàn ý thì chúng ta đã có được đoạn văn đầu tiên. Xong nhá.
Bây giờ mình đến với vẻ đẹp phẩm chất nào. Dấu sao thứ hai, vẻ đẹp phẩm chất. Vẻ đẹp phẩm chất nào. Các bạn ơi, các em có theo kịp không? Các bạn có viết kịp với tốc độ chị viết không? Và cũng phản hồi cho chị biết là các bạn có hiểu bài không nhở? Với phần phân tích đầu tiên, với hai dẫn chứng thì các bạn đã hiểu bài chưa? Đồng ý Diệp Diệp nhá. Rồi, đồng ý Ngân Nguyễn. Chịu khó tập trung vào nhá. Rồi, chị cảm ơn Phương Uyên này, Ánh Bùi này. Rồi, Ngọc Trúc cũng đã hiểu. Nhi Ngọc đã nắm được. Trà My cũng đã nắm được. Đồng ý các bạn nhá. Ok. Đó. Thế thì chị sẽ tiếp tục giữ cái tốc độ như vậy để đến với những luận điểm tiếp theo các bạn nhá. Chị sẽ không thể nói chậm hơn được nữa đâu. Nên các bạn, nếu như mà bạn nào đang bị hơi chậm một chút xíu thì cố gắng là đẩy nhanh tốc độ và tập trung hơn nữa cùng với chị và các bạn khác nha. Rồi, rất là tốt. Bởi vì là chị thấy để mà các em có thể hiểu được ý, thì chứng tỏ là các bạn cũng đã có một sự chuẩn bị nhất định về văn bản này rồi. Thực sự rất là hoan nghênh cái tinh thần đấy của các em luôn. Nào bây giờ, em vào hơi muộn, thế thì em có thể dành thời gian xem lại. Bởi vì là mỗi video thì chị giữ lại khoảng một ngày. Nên là sau ngay sau cái buổi này nhá, ngay sau phần phát trực tiếp này em xem lại luôn cái phần em đã bỏ lỡ thì sẽ nắm được thôi. Rồi, bây giờ mình đến với vẻ đẹp phẩm chất nào. Thì trước tiên là ta sẽ làm rõ cái sự đoan trang, thùy mị, đảm đang, tháo vát của Vũ Nương nhá. Nào, chúng ta có ngày đầu dòng đầu tiên này. Đó là đoan trang. Vũ Nương là một người phụ nữ đoan trang, thùy mị, đảm đang, tháo vát. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ tương tự như bên trên, mình sẽ phân tích các dẫn chứng để cho thấy sự đoan trang, thùy mị, đảm đang, tháo vát của Vũ Nương. Có rất nhiều những dẫn chứng để cho thấy điều này, đúng không các em? Và để không bị bỏ lỡ thì các em có thể là đọc từ đầu đến cuối và chọn ra những dẫn chứng tiêu biểu nhất cho thấy sự đoan trang, thùy mị của nhân vật này. Trước tiên nhá, vẫn là trong lời giới thiệu của tác giả Nguyễn Dữ, thì chúng ta thấy là tác giả nhấn mạnh hơn về điều gì ạ? Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Dương, tính đã thùy mị nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Đúng không ạ? Thì cái yếu tố đầu tiên mà tác giả nhắc đến là về tiểu sử rồi này, đúng không? Người con gái quê ở Nam Dương. Thế sau rồi đến yếu tố thứ hai là gì ạ? Tính đã thùy mị nét na, đúng không? Tính đã thùy mị nét na. Sau rồi mới đến tư dung tốt đẹp này. Đó. Vậy thì em nhận xét như thế nào về dẫn chứng này? Đây là lời giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp của tác giả Nguyễn Dữ về phẩm chất của Vũ Nương ạ. Đây là lời giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp? Hả các bạn? Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Dương, tính đã thùy mị nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Nào, đây là lời giới thiệu trực tiếp hay là gián tiếp nhỉ? Trực tiếp. Đúng rồi, chính xác. Đây là lời giới thiệu trực tiếp. Và nhấn mạnh về điều gì? Nhấn mạnh về cái gì đây? Về tính nét của Vũ Nương nhá, về tính nét của Vũ Nương. Hay nói cách khác chính là nhấn mạnh về phẩm chất của Vũ Nương. Sau đó mới đến ngoại hình. Nha. Mà ngoại hình là một cái yếu tố là lại thêm tư dung tốt đẹp. Có nghĩa là điều mà tác giả Nguyễn Dữ muốn nhấn mạnh nhất ở đây là cái tính tình của Vũ Nương này này.
Một tính tình vừa thùy mị vừa nết na nhá. Tính nết thùy mị nết na của Vũ Nương, đúng không? Nên là đọc đến đây thì chẳng ai là không ấn tượng, chẳng ai là không biết Vũ Nương là một người phụ nữ như thế nào. Bởi vì ngay từ câu văn đầu tiên tác giả đã giới thiệu rồi mà, đúng không ạ? Nhá. Đó, thế thì các em ơi, các em thấy được cái vẻ đẹp đến từ sự đơn giản trực tiếp chưa? Trực tiếp tác giả giới thiệu luôn. Và không phải là chỉ trong chuyện Người con gái Nam Xương, mà là trong các tác phẩm khác nằm trong tập truyện Truyền kỳ Mạn Đục, thì tác giả Nguyễn Dữ cũng hay sử dụng cái cách giới thiệu trực tiếp về nhân vật của mình như thế. Nghĩa là cứ đi từ câu văn đầu tiên là tác giả giới thiệu trực tiếp luôn. Ai, quê quán ở đâu, tính tình như thế nào? Nếu như ở đây là Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thủy mị nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp, thì ở trong văn bản chuyện chức phán sự đền tản viên, cũng trích trong tập truyền kỳ Mạn Lục, thì ở đó nhân vật chính là nhân vật Ngô Tử Văn. Thì câu đầu tiên tác giả cũng viết là gì? Ngô Tử Văn, tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Đó, chàng vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực. Đó, hai câu về nhân vật Ngô Tử Văn. Và chỉ gần đó thôi là bạn đọc đã định hình được luôn đây là một con người như thế nào. Cương trực, tính vốn nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Ồ, đúng không ạ? Thế là ta có thể liên hệ mở rộng đấy. Nghĩa là em phân tích và thấy được rằng đây là một cách giới thiệu trực tiếp của nhà văn Nguyễn Dữ. Và cái tác dụng của cách giới thiệu trực tiếp này là nhấn mạnh luôn và khắc sâu luôn trong ấn tượng của bạn đọc về phẩm chất của nhân vật. Không cần phải nói nhiều. Và toàn bộ câu chuyện phía sau chính là những minh chứng cho cái phẩm chất này. Thế nên ta có thể viết là ngay từ những dòng văn đầu tiên, ta đã thể hiện lên vẻ đẹp phẩm chất và dung mạo của nàng Vũ Nương. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nét na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Ngòi bút của nhà văn họ Nguyễn. Đó, nếu như chúng ta không muốn nhắc lại Nguyễn Dữ thì ta có thể viết là ngòi bút của nhà văn họ Nguyễn đã dành sức nặng vào sự nét na, thùy mị trong tính cách của Vũ Nương để khẳng định ngay từ ban đầu và đem đến những ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc, mặc dù đây là cách giới thiệu trực tiếp. Đúng không? Mặc dù là giới thiệu trực tiếp nhá, nhưng mà đã đem đến những cái ấn tượng sâu đậm ở trong lòng bạn đọc rồi. Chân thật, trực tiếp, vừa khách quan, vừa thể hiện được tình cảm chủ quan đối với nhân vật. Đó chính là lối viết mang tính truyền thống của tác giả Nguyễn Dữ mà ta có thể thấy và bắt gặp trong tập Truyền kỳ Mạn Lục. Một nàng Vũ Nương tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp này. Một kẻ sĩ Ngô Tử Văn vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được này. Tất cả họ đều khiến cho bạn đọc ấn tượng ngay từ những nét khắc họa đầu tiên. Đó, đấy là cách mà ta vừa phân tích về Vũ Nương, lại vừa có thể liên hệ mở rộng để nhận xét về cách viết của Nguyễn Dữ. Tác giả không chọn cách cầu kỳ hoa mỹ bóng bẩy ngay từ đầu đâu, mà thay vào đó là chọn cách giới thiệu trực tiếp luôn. Có gì nói luôn, cách giới thiệu này vừa giúp cho bạn đọc tóm gọn được về nhân vật, vừa là một cái nét đánh giá khách quan, nhưng cũng vừa thể hiện được cảm tình của tác giả chứ, đúng không ạ? Một nét giới thiệu rất khách quan, lời giới thiệu trực tiếp, đúng không? Nhưng mà cũng cho thấy được có lẽ là tác giả cũng rất là có cảm tình với cả tính nết của Vũ Nương, thế nên là mới giới thiệu như thế. Đấy, thì đó là dẫn chứng đầu tiên mà ta thấy được về sự thùy mị nết na của Vũ Nương các bạn nhá. Rồi tiếp tục cái sự thùy mị đảm đang tháo vát của Vũ Nương còn được thể hiện trong cách ứng xử của nàng nữa đấy. Nào, cách ứng xử của Vũ Nương trong đời sống vợ chồng thì có điều gì đặc biệt ạ? Cách ứng xử của Vũ Nương trong đời sống vợ chồng thì có điều gì đặc biệt nào? Cách ứng xử của Vũ Nương trong cuộc sống vợ chồng, khi mà biết được rằng là chàng Trương vốn có cái tính đa nghi, đó, thì Vũ Nương đã ứng xử như thế nào? Các bạn tập trung vào câu hỏi của chị nhé.
Nào, nên không cần phải nêu ra những cái dẫn chứng không liên quan ở đây nha. À, chính xác, đó là trong đời sống vợ chồng, vốn biết được rằng là Trương Sinh là một kẻ có tính đa nghi, thì nàng giữ gìn khuôn phép, không từng để vợ chồng có lúc nào phải đến thất hòa, đúng không? Nào, nàng luôn giữ gìn khuôn phép. Đó, rồi là không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Ok chưa? Đúng rồi, rất là cảm ơn các bạn, các em bình luận đúng rồi đấy. Có rất là nhiều bạn đã bình luận đúng cái dẫn chứng mà chúng ta đang cần tập trung ở đây. Khi mà chị hỏi là trong cái cuộc sống vợ chồng, trong cách ứng xử của Vũ Nương trong cuộc sống vợ chồng thì có điều gì đặc biệt, thì đúng rồi, chúng ta rất là ấn tượng khi mà tác giả viết là vốn biết chàng Sinh có tính đa nghi, đúng không? Thì Vũ Nương là luôn giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Đây là một dẫn chứng cho thấy cách ứng xử của Vũ Nương nhá. Cách ứng xử như thế nào ạ? Rất là khéo léo. Đấy, cách ứng xử rất khéo léo. Bởi vì là khi mà lấy một người chồng mà có tính đa nghi như Trương Sinh, không khéo ấy, thì sẽ không thể nào giữ được yên ấm gia đình. Nhưng Vũ Nương bằng cái sự khéo léo của mình, đây, đúng không ạ? Bằng cái cách ứng xử khéo léo của mình, đảm đang tháo vát của mình, thì Vũ Nương vẫn luôn giữ gìn khuôn phép, thuận theo cái tính cách của chồng, để mà không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. À, đúng không ạ? Nghĩa là vợ chồng luôn luôn hòa thuận đấy. Không từng để lúc nào vợ chồng thất hòa, nghĩa là vợ chồng thì luôn luôn hòa thuận, trong khi chàng Trương có một cái tính cách mà rất đa nghi như thế. Nên mình cũng không nên bỏ qua cái dẫn chứng này. Ok chưa? Nhá, và cuối cùng này, để cho thấy cái sự đoan trang, thùy mị, đảm đang, tháo vát của Vũ Nương ấy, ta còn có một dẫn chứng nữa, nhưng đây là dẫn chứng gián tiếp. Hãy nhìn vào cái cách mà Vũ Nương tiễn chồng đi lính. Nàng rót chén rượu đầy, đúng không ạ? Nhá, nàng rót chén rượu đầy rồi tiễn chồng ra trận bằng những cái lời lẽ rất khiêm nhường và đầy xúc động. Hành động đó cũng cho thấy sự tháo vát của Vũ Nương đấy, một cách nói năng khiêm nhường, nhã nhặn. Thế nên mình sẽ ghi ở đây chính là cách nói năng khi mà tiễn chồng đi lính, cách ứng xử này, rót chén rượu đầy, rồi cách nói năng của Vũ Nương khi tiễn chồng đi lính. Ở đây chúng ta chỉ tập trung vào cách nói năng chứ không tập trung vào nội dung của lời nói ấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nội dung của lời nói ấy thì sẽ phù hợp để chứng minh cho sự thủy chung của Vũ Nương hơn. À, đúng không ạ? Nhá. Đấy, ok chưa? Nhá. Nghĩa là cách mà Vũ Nương xưng hô này, cách mà nàng rót chén rượu đầy, đó, rồi tiễn chồng ra trận, lời nói thì rất xúc động, cách xưng hô là tiện thiếp, cách xưng hô là thiếp, đấy, đúng không ạ? Gọi là chàng đầy chân tình như thế, vừa có thể giúp yên lòng người ra trận và cũng vừa có thể bày tỏ được tình cảm chân thành của mình. Đó cũng là một biểu hiện của một người phụ nữ có cách nói năng khiêm nhường, nhã nhặn, các bạn nhá. Đây, cách nói năng khiêm nhường. Nhã nhặn thể hiện cho sự tháo vát, thông minh. Cảm ý chưa nào? Nhá, đây trang trước đây, trang trước đây. Trang trước có hai dẫn chứng, trang sau có một dẫn chứng để chúng ta chứng minh cho sự đoan trang, thùy mị, đảm đang, tháo vát của Vũ Nương.
Và chị đang muốn nói đến cái dẫn chứng là cảnh Vũ Nương tiễn chồng đi lính. Thì tại sao ở đây chúng ta lại đưa ra trong luận điểm này, trong khi dẫn chứng đó thì rất là phù hợp để chứng minh cho sự thủy chung của Vũ Nương mà. Thì đây chính là cách để ta dùng một dẫn chứng nhưng mà cho hai luận điểm khác nhau. Nếu như mà ta muốn dùng một dẫn chứng cho hai luận điểm khác nhau thì các bạn cần phải khéo léo. Dẫn chứng mà dùng cho luận điểm A thì em sẽ chỉ phân tích sơ qua. Còn nếu mà dùng cho luận điểm B thì em sẽ phân tích sâu hơn. Nghĩa là mình sẽ phải có những cái cách phân tích khác nhau ở trong các luận điểm khác nhau để tránh việc lặp lại dẫn chứng. Bởi rõ ràng là ta đang cùng sử dụng một dẫn chứng mà, nhưng mà ta đang phục vụ cho hai luận điểm khác nhau, hai ý đồ khác nhau. Bởi vậy mà cách viết cũng phải khác nhau. Chứ không phải là một dẫn chứng đấy, một cách phân tích đấy và em bê nguyên si vào các luận điểm khác nhau được. Như thế là cái cách viết của mình là chưa đúng rồi. Như thế là cách viết của mình rất là khô khan rồi. Đồng ý chưa? Sao đấy? Các bạn ơi, có vấn đề gì ư? VN là gì vậy chị? Là Vũ Nương nha. Chị cứ nghĩ là chị viết tắt như vậy thì các bạn sẽ hiểu được. Ở đây VN là Vũ Nương này, TS là Trương Sinh này. Nhá. Đó. Thì đây chính là về vẻ đẹp phẩm chất đầu tiên của Vũ Nương này. Sự đoan trang, thùy mị, đảm đang, tháo vát. Thế là chúng mình xong cái luận điểm này nhá. Ok chưa? Xong cái luận điểm này. Và trong luận điểm này thì cũng có một cái dẫn chứng liên hệ mở rộng mà chị gợi ý. Khi chúng ta phân tích về cách giới thiệu của tác giả Nguyễn Dữ đối với nhân vật Vũ Nương, các bạn có thể tham khảo, không bắt buộc nha. Còn cái quan trọng là những cái từ khóa mà chị ghi ở đây này, nhớ chưa nào? Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta đến với phẩm chất tiếp theo: hiếu thảo, thủy chung và yêu thương con. Nào, trong mối quan hệ với mọi người trong gia đình thì Vũ Nương là một người con dâu hiếu thảo, là một người vợ thủy chung và là một người mẹ yêu thương con. Rồi, trước tiên là sự hiếu thảo của Vũ Nương nhé. Nào, sự hiếu thảo của Vũ Nương thì chúng mình sẽ thấy qua những dẫn chứng nào. Các em có thể liệt kê ra một vài dẫn chứng để giúp cho chúng ta cùng nhìn lại được không? Khi mẹ của chàng Trương Sinh mất thì nàng thương xót, lo ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Rồi, chị ghi nhận, đúng, đấy là một dẫn chứng cho thấy sự hiếu thảo của Vũ Nương. Nhưng chưa vội, bởi vì đó là dẫn chứng cuối cùng mà ta chứng minh cho sự hiếu thảo. Trước đó đi, khi mà bà mẹ chồng vẫn còn sống, đúng không ạ? Khi mà Vũ Nương vẫn còn đang sống và chăm sóc cho mẹ chồng thì có điều gì đặc biệt không? Có điều gì đặc biệt không hả các em? Nào, có điều gì đặc biệt không ạ? À, khi mà mẹ chồng đau ốm thì nàng hết sức thuốc thang. Mẹ chồng ốm thì chăm sóc chu đáo. À, rồi. Lời trăng trối của bà mẹ chồng dành cho Vũ Nương, chăm sóc mẹ chồng rất chu đáo. Trong câu nói với Trương Sinh à? Trong câu nói với Trương Sinh thì bảo chàng đừng khiến mẹ hiền lo lắng. Rồi, đồng ý rất tốt. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật, lấy lời ngọt ngào để khôn khéo khuyên lơn. Đúng rồi đấy, các bạn đang đi đúng hướng rồi đấy, đang phân tích đúng những cái dẫn chứng rồi đấy. Thế thì ta sẽ có 3 cái dẫn chứng chính để chứng minh cho sự hiếu thảo của Vũ Nương nhé. Ở đây là sự hiếu thảo trong mối quan hệ này. Chú ý này, đó là trong mối quan hệ của Vũ Nương đối với mẹ chồng. Tại sao chúng ta phải chú ý điều này ạ? Bởi vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ trước đến nay vốn là một mối quan hệ tiềm ẩn nhiều sự phức tạp, đúng không? Dễ tiềm ẩn nhiều sự mâu thuẫn.
Thế nên là khi mà thấy một người phụ nữ có sự hiếu thảo với mẹ chồng thì đó là một điều rất là đặc biệt. Vậy thì sự hiếu thảo của Vũ Nương được thể hiện qua những dẫn chứng nào? Trước tiên là khi mà bà mẹ vì quá nhớ thương con, vì quá nhớ Trương Sinh và dần sinh ốm thì Vũ Nương đã hết sức thuốc thang khi mà mẹ chồng ốm nhé. Thì nàng hết sức thuốc thang này. Rồi gì nữa? Lễ bái thần Phật. Và đặc biệt là gì? Lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Ok chưa? Thế thì dẫn chứng này đúng, chị đồng ý là các bạn đã khẳng định là Vũ Nương chăm sóc cho mẹ chồng rất là chu đáo, Vũ Nương tận tâm. Chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Và nếu như mà phân tích kỹ hơn này, phân tích kỹ hơn nhá, thì Vũ Nương chu đáo đến mức nào? Hết sức thuốc thang là chăm sóc về đời sống, sức khỏe nhá. Lễ bái thần Phật là tận tâm và chân thành cả về đời sống tâm linh nhá. Và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn là còn khéo léo để chăm sóc cả về đời sống tinh thần nữa nha. Đó, thế là Vũ Nương tận tâm chăm sóc cho mẹ chồng cả về sức khỏe này, cả về đời sống tâm linh, đúng không? Rồi là cả về đời sống tinh thần nữa. Nên cái sự chăm sóc này thực sự là xuất phát từ một cái tấm lòng hiếu thảo chân thành của Vũ Nương, đã khiến cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn tiềm ẩn nhiều những sự mâu thuẫn nay lại trở nên thân tình, nay lại trở nên gắn bó và khiến cho người ta cảm động. Ok chưa? Nhá, đúng rồi đấy, hết lòng chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ chồng như là đối với cha mẹ đẻ của mình. Đó, thì khi mà các em phân tích dẫn chứng này, các bạn có thể phân tích chi tiết để thấy được rằng là Vũ Nương phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, lo lắng, quan tâm và muốn chăm sóc cho mẹ chồng thì mới tận tâm và chu đáo ở từng khía cạnh. Còn nếu như mà chúng mình phân tích qua loa thì lại dễ khiến cho cái dẫn chứng này khiến cho sự chăm sóc của Vũ Nương chưa được nhìn nhận đúng nhá. Đó, tác giả đã viết rất là kỹ, hết sức thuốc thang, lễ bái thần Phật, lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn, dùng mọi cách để chăm sóc và để phụng dưỡng cho mẹ chồng. Đó. Đấy, đấy là cái dẫn chứng đầu tiên nhá. Dẫn chứng thứ hai này, một dẫn chứng vô cùng quan trọng mà ta có rất nhiều khía cạnh để khai thác, chính là lời của bà mẹ trước khi mất. Lời của bà mẹ trước khi mất. Sau này trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Rồi trước đó nhá, trước đó thì bà mẹ chồng có khẳng định cái công lao của Vũ Nương, ghi nhận cái sự hy sinh của Vũ Nương đối với gia đình. Và đặc biệt là khi mà bà nói đến cái chuyện là cái duyên số ấy, đúng không ạ? Nhá, số phận là bởi trời định đoạt. Đấy, thì tại sao bà mẹ chồng lại nhắc đến cái quy luật sinh tử ở đời như thế, trong cái lúc trăng trối với Vũ Nương? Theo các em, tại sao bà mẹ chồng lại nhắc đến cái chuyện là bây giờ là cái số phận ấy là do ông trời quyết định, đúng không? Nói điều đó với Vũ Nương để làm gì? Theo các em, nói điều đó với Vũ Nương để làm gì?
Mà mẹ chồng có cái mong muốn gì trong cái lời nói đó với Vũ Nương đây ạ? Khẳng định nhân phẩm của Vũ Nương thì cần gì phải nhắc đến quy luật sinh tử ở đời, đúng không kèm? Đây nhá, ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về mà không đặng ăn miếng cơm miếng cháo, đặng cùng vui sum họp. Xong, lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh, nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Đồng ý không? Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Khẳng định nhân cách và sự hiếu thảo của nàng, chứng minh cho nhân phẩm của Vũ Nương. Vì bà thấy nuối tiếc với đoạn duyên với Vũ Nương đúng không ạ? Cũng là một ý kiến. Để Vũ Nương không áy náy tự trách mình, để Vũ Nương không tự trách bản thân. Rồi, đồng ý. Để Vũ Nương không tự trách bản thân, không tự trách mình. Để an ủi Vũ Nương, khuyên nàng chớ đau buồn vì duyên phận đã hết. Đây, các bạn cũng đã chạm được đến ý nghĩa rồi đấy. Đúng, đúng là muốn an ủi Vũ Nương nhá. Bởi vì sao? Bởi vì ý của người mẹ chồng ở đây đó là số phận của con người thì là do ông trời quyết định, ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Và bà cũng khẳng định là mẹ không phải không muốn đợi chồng con về mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Nghĩa là bà rất hiểu cái tấm lòng của Vũ Nương, không phải là bà không ghi nhận cái điều đó mà bà không chịu ăn uống để rồi sinh bệnh, và bây giờ thì đã sắp đến lúc gần đất xa trời. Và hơn nữa, người mẹ chồng cũng hiểu được Vũ Nương hiếu thảo như thế nên sẽ rất dễ là tự trách bản thân mình, đúng không ạ? Nhá, rất dễ là sau khi mà mẹ chồng mất thì Vũ Nương sẽ tự trách mình rằng là chăm sóc cho mẹ không chu đáo, sẽ đau lòng quá lâu, sẽ rất là áy náy. Nên trong lời trăn trối của mình thì bà mẹ chồng trước tiên là muốn an ủi Vũ Nương, muốn bày tỏ cái sự thấu hiểu của mình, muốn Vũ Nương chấp nhận một sự thật rằng là số phận con người là do ông trời định đoạt, ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Để Vũ Nương không đau lòng quá lâu và Vũ Nương không tự trách mình. Đấy, thì cái lời an ủi đó chắc chắn phải xuất phát từ sự thấu hiểu và yêu quý của người mẹ chồng đối với tấm lòng của Vũ Nương. Nếu không thì các bạn ơi, trong lúc mà sắp mất ý, lúc gần đất xa trời, cái lời trăn trối cuối cùng của con người ta là những lời nói như thế nào ạ? Có ai nói dối lúc đấy nữa không? Có ai nói giả tạo lúc đấy nữa không? Không, lời trăn trối bao giờ cũng là lời chân thật nhất, bao giờ cũng là cái lời xuất phát từ cái trái tim chân thành nhất của con người ta. Thế nên rằng càng chân thành, càng là những cái lời nói của người mẹ chồng trong lúc mà trước khi mất như thế này, thì ta lại càng có được những cái minh chứng rõ nhất và cụ thể nhất, xác thực nhất cho tấm lòng của Vũ Nương đối với mẹ chồng, đúng không ạ? Nhá, đấy, nên là lời nói của bà mẹ trước khi mất, trước tiên này là muốn an ủi Vũ Nương, để Vũ Nương không tự trách bản thân, không thấy áy náy khi mà mẹ chồng mất. Điều đó phải xuất phát từ sự thấu hiểu và trân trọng của mẹ chồng. Đối với ai ạ? Đối với người con dâu này, đối với người con dâu hiền thảo này, đúng không? Sau đó thì bà mẹ chồng mới như thế nào ạ? Mới gửi lời chúc phúc tới Vũ Nương. Sau này trời xét lòng lành, ban cho phúc đức giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng giống như con đã chẳng phụ mẹ. Bà ghi nhận công lao của Vũ Nương này. Rồi gì nữa ạ? À, dành những cái lời chúc, đúng không ạ? Bày tỏ niềm tin rằng Vũ Nương sẽ được hưởng hạnh phúc sum vầy và xứng đáng. Đây vừa là lời chúc phúc, và cũng vừa là lời cảm tạ
của mẹ chồng đối với phụ nương, của mẹ chồng dành cho con dâu. Đấy, đấy là những cái kiến thức trực tiếp mà ta rút ra được để thấy được sự hiếu thảo của Vũ Nương đối với mẹ chồng. Nghĩa là Vũ Nương phải hiếu thảo như thế nào thì ở cương vị của một người mẹ chồng trước lúc mà lâm chung, đúng không ạ? Đấy, trước lúc mà gần đất xa trời như thế này, trước khi mất như thế này, và mẹ chồng mới có những cái lời lẽ chân thành, chân thật đến như thế. Tất cả đều dành những tình cảm tốt đẹp đối với Vũ Nương nha, đúng không? Nên chúng ta phải nhận xét và rút ra được là Vũ Nương phải là một người con dâu hiếu thảo, rất mực với mẹ chồng, thì mới được mẹ chồng ghi nhận, mới được mẹ chồng yêu quý và dành những cái tình cảm tốt đẹp đối với nàng như thế. Và hơn nữa, đây là lời nói của người mẹ chồng trước khi mất, là những lời nói chân thật nhất. Và cái thứ hai này, đây cũng là một sự khéo léo của tác giả Nguyễn Dữ đấy các em ạ. Tại sao Nguyễn Dữ không khẳng định trực tiếp? Tại sao Nguyễn Dữ không ca ngợi trực tiếp cái tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương bằng lời của người kể chuyện đi? Đây, tại sao không viết như thế này? Tại sao không viết luôn Vũ Nương rất hiếu thảo với mẹ chồng? Đúng không? Tại sao không viết luôn là nàng với tấm lòng hiếu thảo của mình đã được mẹ chồng vô cùng yêu quý? Bởi vì rõ ràng nhà văn cũng đã không ít lần trực tiếp nêu lên và ca ngợi vẻ đẹp của Vũ Nương như thế này cơ mà. Đúng không? Đấy, nhá, ok chưa? Đồng ý không ạ? Đồng ý không? Đấy, bắt đầu ta đặt ra cái câu hỏi là ồ, cách mà Nguyễn Dữ khắc họa về sự hiếu thảo của Vũ Nương ở đây có cái sự khác biệt so với những phẩm chất khác. Đối với những phẩm chất khác thì tác giả hoặc là dùng lời ca ngợi trực tiếp, lời của người kể chuyện nhấn mạnh trực tiếp luôn. Tính đã thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp, rồi nàng luôn giữ gìn khuôn phép vân vân. Đúng không? Đấy, hoặc là trong cái sự thủy chung với chồng thì tác giả sẽ tập trung xây dựng cái lời đối thoại và độc thoại. Nhưng đối với người mẹ chồng, tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương thì tác giả lại xây dựng lời nói của người mẹ chồng. Nghĩa là khắc họa một cách gián tiếp. Đúng không ạ? Thì đây là một sự khéo léo của tác giả Nguyễn Dữ. Bởi vì sao? Bởi vì trong một cái mối quan hệ vốn phức tạp như là mẹ chồng nàng dâu như thế này, sẽ rất là khó thuyết phục nếu như tác giả chỉ ca ngợi một chiều. Nếu như tác giả viết trực tiếp Vũ Nương hiếu thảo vô cùng, thì liệu rằng chúng ta có bị thuyết phục hay không? Đúng không? Mà cái sự thuyết phục lớn nhất chính là lời nói của người mẹ chồng, chính là cảm nhận từ vị trí của người mẹ chồng đối với tấm lòng của Vũ Nương. Còn gì thuyết phục hơn ở đây? Đúng không ạ? Còn gì thuyết phục hơn so với việc là lời nói của người mẹ chồng lại còn là lời chân thật trước khi mất, ghi nhận đều là những điều tốt đẹp hướng về Vũ Nương. Thì đến lúc đó không ai có thể chối cãi về sự hiếu thảo của Vũ Nương nữa rồi. Không ai có thể là không nhận thấy cái điều đấy nữa rồi. Đó, nên đây là cái cách xây dựng nhân vật, cách mà ca ngợi nhân vật một cách thuyết phục nhất nhá, chân thật nhất, thuyết phục nhất. Đồng ý chưa? Đó nhá. Thế nên là một lần nữa ta lại thấy được cái sự phong phú trong ngòi bút khắc họa nhân vật của Nguyễn Dữ. Xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm, chỉ là trong một câu chuyện nhá, chỉ là về một nhân vật nhé, nhưng mà cách khắc họa thì rất là đa dạng. Khi thì nhấn mạnh trực tiếp, ca ngợi trực tiếp. Khi thì thể hiện qua hành động của nhân vật. Khi thì lại xây dựng qua lời nói của các nhân vật khác. Rồi dần dần đến với những phẩm chất sau, ta còn thấy được cái lời đối thoại của Vũ Nương, lời độc thoại của Vũ Nương, rồi các chi tiết kỳ ảo. Tất cả đều cho thấy không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Dữ được mệnh danh là một ngòi bút kỳ tài, đúng không ạ? Cũng không phải ngẫu nhiên mà Truyền Kỳ Mạn Lục được mệnh danh là một thiên cổ kỳ bút đâu các bạn ạ. Càng đọc các bạn sẽ càng thấy được cái sự độc đáo và sự sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ, đúng không? Đấy, đấy là lời của người mẹ trước khi mất
chứng minh cho sự hiếu thảo của Vũ Nương nhé. Và cuối cùng là khi mẹ chồng mất. Thì Vũ Nương như thế nào ạ? À, lo ma chay tế lễ như đối với cha mẹ đẻ của mình. Đây cũng là một dẫn chứng cho thấy Vũ Nương đã tận tâm tận sức và tận hiếu với mẹ chồng. Đó, ok chưa? Ừ, đúng không nào? Đấy, nhá. Thì đây chính là ba cái dẫn chứng này. Nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy là để chứng minh cho sự hiếu thảo của Vũ Nương thì ta cần 1, 2 và 3 cái dẫn chứng. Đó, nên là chị nghĩ rằng cách trình bày như thế này sẽ giúp cho các bạn thứ nhất là phân biệt được đâu là dẫn chứng, đâu là ý phân tích, để các em hiểu đúng được về phân tích tác phẩm là như thế nào. Không phải là ta diễn xuôi, không phải là ta kể lại nhá, mà là ta phải đi từ dẫn chứng mà ta suy ra được đặc điểm của nhân vật. Và cái thứ hai là với cách trình bày như thế này, các bạn cũng sẽ nắm được luôn là đâu là những dẫn chứng ta cần nhớ, đúng không? Và ý nghĩa của từng dẫn chứng đấy là gì. Như vậy là chúng mình đã phân tích xong về sự hiếu thảo của Vũ Nương rồi này, đúng không? Chúng ta còn sự thủy chung, tấm lòng yêu thương con và cái tinh thần giàu lòng tự trọng, cái tinh thần trọng tình trọng nghĩa của Vũ Nương nữa. Thì những phẩm chất này chúng ta sẽ cùng với nhau tham khảo qua phần tài liệu sau buổi học ngày hôm nay nhé. Còn trong buổi học ngày hôm nay thì đối với bản thân chị là chị đã cùng với các bạn thực hiện được mục tiêu mà chị đặt ra trong buổi ngày hôm nay rồi đấy. Nếu như các em để ý thì trong buổi khai giảng hôm qua chị cũng có nêu đấy là thời lượng của mỗi buổi học không có nhiều. Và nếu như mà để phân tích kỹ và so sánh với khóa học văn VIP ý, thì khóa học văn VIP khi mà học về chuyện người con gái Nam Xương chúng ta học đến 3 buổi cơ, mỗi buổi là khoảng 2 tiếng. Đó, nên là trong buổi ngày hôm nay chị đặt cái mục tiêu là thứ nhất, hướng dẫn các bạn biết được bản chất của một phần mở bài như thế nào. Gợi ý một số những cách mở bài để các em cảm thấy viết mở bài cũng không hề khó đâu. Và cái thứ hai là giúp các bạn định hình được về cách phân tích các dẫn chứng liên quan đến nhân vật Vũ Nương. Chúng ta ở đây học không phải cốt là để lấy nhiều, không phải cốt là để có được thật nhiều các cái tài liệu, mà chị mong là các bạn sẽ hiểu được ý đồ của chị là chúng ta học để có được phương pháp, để rồi em áp dụng được cho rất nhiều những tác phẩm khác nữa nha. Thế nên là với buổi học ngày hôm nay thì chúng mình đã cùng với nhau đi qua các phần là học cách viết mở bài này. Ok chưa? Nhá. Rồi hình dung về nhân vật Vũ Nương có những luận điểm nào, tập trung vào luận điểm vẻ đẹp của Vũ Nương thì sẽ có những vẻ đẹp ra sao. Đây, một cái sơ đồ nho nhỏ và ta đang đi lần lượt từng ý nhỏ trong cái sơ đồ đấy rồi. Chị sẽ gửi tới các bạn cái phần tài liệu đầy đủ về vẻ đẹp của Vũ Nương cũng theo cái mô hình như thế này. Và bên cạnh những dẫn chứng chính thì chúng ta còn có phần viết mẫu ở sau mỗi cái dẫn chứng này nữa. Đấy là tài liệu buổi 1 của chúng mình nhé. Thì chị sẽ gửi tới các bạn vào ngày mai, mà cũng không phải chắc chắn là ngày mai đâu, mà chị sẽ đăng một bài để các bạn điểm danh đủ số lượng người cụ thể. Đồng ý chưa ạ? Đủ số lượng các bạn điểm danh nhất định thì chị sẽ gửi luôn cái phần tài liệu đấy trong phần comment luôn, chứ không phải là yêu cầu các bạn phải nhắn tin về đâu nữa. Nên việc của các bạn chỉ cần là ngày mai chúng ta theo dõi các bài đăng ở trong nhóm và điểm danh, đó, bình luận điểm danh, thế là được. Nha. Ok. Rồi. Nhá. Còn buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại phần phân tích ở đây, cái phần chúng mình cùng đồng hành với nhau tại đây nhá. Hôm nay thì hơi muộn mất rồi, không kịp để tổ chức mini game nữa rồi. Mong rằng là trong các buổi sau thì chị có thể hướng dẫn các bạn nhiều hơn và có thêm thời gian để tổ chức mini game. Chị hứa chắc chắn là trong buổi cuối thì chúng ta sẽ có mini game. Còn trong các buổi học về kiến thức này ấy, thì nếu còn thời gian thì chị mới tổ chức mini game được các em ạ. Nha. Rồi, đồng ý. Thế nên là bây giờ các bạn, việc của các em là gì các bạn biết không?
Không bao giờ là chị khuyên các bạn sau khi học xong một buổi học là chúng ta gấp sách vở đi ngủ luôn. Mà là gì? Một lần nữa nhìn lại những gì mình đã học. Nhá. Đấy là lời khuyên của chị trong tất cả các khóa học và cũng trong tất cả các buổi học đồng hành cùng với các bạn học sinh. Chính là một lần nữa nhìn lại những trang viết của mình như là một cách để tự ghi nhận cho sự cố gắng của bản thân. Rằng là hôm nay ít nhất là mình cũng đã có 1 tiếng rưỡi đồng hồ mình cố gắng như thế nào, mình tập trung học ra làm sao. Và cái thứ hai, khi mình nhìn lại như thế, các em cũng một lần nữa ghi nhớ được kiến thức. Mặc dù nó không được nhiều, mặc dù không phải là nhớ được luôn, nhưng cũng là một lần để ta rà soát lại kiến thức nhá. Đó, nhìn lại kiến thức khi vừa mới học xong, cái cảm giác nó rất khác so với việc là chúng ta phải ôn lại trước khi mà chúng ta thi đấy. Đó, bây giờ chúng mình nhìn lại là nhìn lại trong một cái tâm thế cảm thấy thật là thoải mái và thật là tự hào về chính bản thân mình. Còn lúc mà ôn thi thì lúc đấy là áp lực rồi. Nên bây giờ chúng ta hãy một lần nữa nhìn lại những kiến thức đã học trong ngày hôm nay. Sau đó, nếu như có phần nào chưa rõ, em có thể đánh dấu lại và ngày mai trao đổi cùng với chị. Đồng ý không? Rồi cuối cùng thì sẽ là nghỉ ngơi và đi ngủ thôi. Nha. Ok chưa? Rồi, và rất là cảm ơn các bạn vì đã cùng đồng hành và học rất tích cực trong buổi ngày hôm nay. Chị mong rằng là trong các buổi sau thì các bạn vẫn tiếp tục giữ vững cái tinh thần như thế để cùng với chị khám phá các cái văn bản văn học trung đại vô cùng đặc sắc khác nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các em ở trong những buổi học sau. Bye bye!